Người đẹp từ Nicaragua lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2023. Chung kết cuộc thi diễn ra ngày 19 tháng 11 tại El Salvador. Nicaragua! Tân Hoa hậu Cindy C. Alonso sinh năm 2000, hiện là một người mẫu, nhà phát triển cộng đồng. Cô từng đại diện Nicaragua tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021 ở Puerto Rico và loạt top 40. Mỹ nhân Nicaragua cao 1,8m, nặng 15kg, gương mặt sắc sảo, số đo 3 vòng là 85-79-95cm. Cô được đánh giá cao từ những vòng ngoài. Khán giả nhận xét Cindy C. Palacin tỏa sáng ở mọi vòng trình diễn. Trong cuộc thi, Cindy C. Palacin xây dựng hình ảnh gợi cảm quyến rũ. Cô được các chiến trang sắc đẹp gọi là búp bê, nhận xét có vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Ngoài là người mẫu, cô còn là MC ở Nicaragua. Ngoài ra, cô tham gia nhiều hoạt động xã hội, bảo vệ nhân quyền. Chung kết cuộc thi, trong phần ứng xử, khi được hỏi về người phụ nữ cô muốn được sống thử cuộc đời của họ, Cindy C. Palacin chọn nhà văn, nhà triết học Anh thế kỷ 18 Mejiun Sitani Kerzat. Bà là tác giả nhiều nghiên cứu về nữ quyền. Vì cô xem nhà văn là người phụ nữ đã thu hẹp khoảng trống, mở ra rất nhiều cơ hội cho phụ nữ. Tôi muốn thấy khoảng cách thu nhập của người phụ nữ sẽ được thu hẹp, để họ có thể làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào lựa chọn. Bởi vì không có bất kỳ giới hạn nào cho phụ nữ. Khi ấy là những năm 1750, còn giờ đã là năm 2023, chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Năm nay, người đẹp Thái Lan giành ngôi Á hậu 1, Úc giành Á hậu 2. Mặc dù rất cố gắng nhưng đại diện Việt Nam, Bùi Quỳnh Hoa không lọt top 20 chung cuộc.